1 của trận đấu thì chúng ta, những chàng kỵ sĩ màu trắng bảo vệ khung thành ở phía bên tay phải màn hình của quý vị và các bạn, trong một bầu không khí cực kỳ sôi động và cuồng nhiệt. Hồ Tấn Tài, đường chuyền đầu tiên, đó là pha chạm bóng đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay của Tiến Linh. Và đó là lý do mà Hồ Tấn Tài được sử dụng ở trận đấu này, bởi khả năng tạt bóng của Hồ Tấn Tài cho đến thời điểm hiện tại là rất ấn tượng. Anh đã có hai pha kiến tạo từ những tình huống tạt bóng, những cú tạt bóng cho Phan Văn Đức ghi bàn vào lưới đội tuyển Lào, cú tạt bóng cho Bùi Tiến Dũng ghi bàn vào lưới của đội tuyển Campuchia. Đó là một tình huống hỗ trợ tốt của Phan Văn Đức. Phan Văn Đức. Trong trận đấu lượt đi, chúng ta trội hơn hẳn đội tuyển Thái Lan ở những cú dứt điểm, nhưng phần lớn những pha sút bóng đó đều đến từ ngoài khu vực 16m50. Những tình huống mà Tấn Tài chuyền bóng cho Tiến Linh ghi bàn thì có thể sẽ mang đến một giải pháp hoàn toàn mới dành cho đội tuyển Việt Nam ở trong trận đấu ngày hôm nay, đó là nhiều hơn những tình huống tiếp cận khu vực 16m50. Một pha can thiệp tốt. Một tình huống xử lý nhanh của Quang Hải để trả quả bóng về vị trí của Tấn Tài. Thêm đường chuyền dài nữa của Tấn Tài. Một bầu không khí tuyệt vời từ sân vận động quốc gia Singapore. Tấn Tài đang là một giải pháp chuyền bóng đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam. Và khi chúng ta đang pressing tầm cao thì phần nào gây ra sự bối rối cho hệ thống của đội tuyển Thái Lan. Hy vọng rằng trận đấu ngày hôm nay sẽ là một trận đấu không phải hối hận của đội tuyển Việt Nam như đúng lời tuyên bố của thầy Park trước giờ bóng lăn. Đó là một tình huống tranh chấp tốt ở khu vực giữa sân. Và đó là pha can thiệp của Thành Trung. Thành Trung ngày hôm nay đá đúng vị trí mà Duy Mạnh để lại. Và Bùi Tiến Dũng sẽ trở về vị trí sở trường là trung vệ lệch trái. Một tình huống mắc sai sót của Bun Ma Than. Hy vọng rằng đó là một dấu hiệu về những áp lực dành cho những người về lý thuyết đang có lợi thế cho chúng ta. Sẽ là một quả ném biên mạnh của Tấn Tài. Tấn Tài đã chuyền hai quả lên trên đều đáng chú ý cả. Và bây giờ sẽ là một tình huống mà anh thực hiện một đường chuyền bằng tay trong quả ném biên vào bên trong vòng cấm địa của đội tuyển Thái Lan. Chanatin đã được hóa giải với hai cầu thủ Việt Nam ở trong tiếng vừa rồi, và người gần nhất để ngăn chặn số 18 của Thái Lan chính là Thành Trung. Một câu hỏi được đặt ra là làm sao để phong tỏa được Chanatin, và nhìn cách đá chúng ta biết rằng sẽ không có một cầu thủ nào được giao theo kèm Chanatin một cách cụ thể, nhưng sẽ là những cầu thủ tập trung để khiến cho đội trưởng của đội Thái Lan không có cơ hội phát huy những giá trị của mình. Rồi! Và pha bóng của Manuel Bier. Dứt đây! Không bao! Những phút đầu nhập cuộc mang đến cho chúng ta những niềm hy vọng. Một sự hẹn rất lớn dành cho đội tuyển Việt Nam với cú đá về phía khung thành của Chat Trai, và đáng chú ý hơn là tình huống phối hợp này. Lại là Tấn Tài thực hiện đường chuyền vào bên trong. Nhưng đó là một phương án mang đến sự bất ngờ cho đối phương khi Hoàng Đức bất ngờ xuất hiện ở dọc hành lang bên phải. Và cái cách mà Tấn Tài di chuyển phải nói là rất hay. Chúng ta cũng thể hy vọng vào cái duyên của Tấn Tài và Tiến Linh, những người đã từng chơi cùng một câu lạc bộ, đã từng có những pha kiến tạo cho nhau ở cả câu lạc bộ và cấp độ của đội tuyển quốc gia cũng như cấp độ đội trẻ quốc gia. Càng ngày thì bóng càng đến gần hơn với khung thành của Chat Trai, từ những đường chuyền dài, từ quả ném biên và bây giờ là quả phạt góc. Và không phải là không có sự căng thẳng về mặt tâm lý đối với thủ môn của đội tuyển Thái Lan trước một sức ép lớn mà các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đang thể hiện, đang có được cho đến thời điểm này. Và chúng ta cùng xem quả đá phạt góc. Chúng ta đang tạo ra áp lực tốt, nhưng chúng ta cũng sẽ phải đặc biệt chú trọng cho những tình huống chống phản công. Năm phút đầu tiên như vậy là rất tốt rồi. Đường chuyền của Thành Trung. Đội tuyển Việt Nam đang cho thấy những dấu hiệu tích cực ở cách tiếp cận trận đấu từ cả ba tuyến. Và trong những pha bóng ở 5 phút vừa qua thì cánh phải là sáng nhất, với Thành Trung thường xuyên tham gia ngăn chặn đối phương, và Hồ Tấn Tài là người thực hiện những đường chuyền. Bóng trong chân của Hồng Duy. Quang Hải. Hồng Duy. Đã rồi. Chỉ có một tình huống
chỉ tay cho dấu là không có lỗi của cầu thủ Thái Lan. Pha chạm bóng của Quế Ngọc Hải. Quá hay. Phạm Văn Đức. Hơi vội một chút. Hồng Duy tuyệt vời. Các cầu thủ hậu vệ của Thái Lan phải nói là cũng đã có rất nhiều những luống cuống ở trong việc ngăn chặn hai biên của đội tuyển Việt Nam. Ông kính truyền hình đã từng bắt được tình huống mà thủ môn của đội bạn thở hắt ra. Nhưng chúng ta cũng nên nhớ đây mới chỉ là sự khởi đầu và hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục duy trì được sự tập trung. Đó là pha ngăn chặn của Narubadin. Diễn biến trên sân có thể được cảm nhận qua những tiếng hò reo của các cổ động viên, và cứ mỗi khi chúng ta đến gần với khung thành của đội tuyển Thái Lan là y như rằng âm thanh tại sân vận động quốc gia Singapore được đẩy lên mức cực đại. Hoàng Đức đang là một trong những người tích cực theo channel tiếp nhất. Lúc này thì khó có thể đánh giá chất lượng của bộ đôi trung vệ đội tuyển Thái Lan. Nhưng sự hỗ trợ từ các tiền vệ của đội bóng này cho hai trung vệ cũng là tương đối tốt đến thời điểm hiện tại. Chính vì vậy mà không gian chơi bóng trước khu vực 16m50 của đội tuyển Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại chưa phải là quá nhiều. Nhưng sự tự tin của chúng ta đến thời điểm bây giờ là cần thiết. Đức Trinh bị thổi phạt. Cho đến thời điểm này thì các cầu thủ chúng ta đã tham gia vào những pha tranh chấp một cách rất vừa phải trong việc ngăn chặn đối phương. Màn trình diễn của Đức Trinh khi được tung vào sân ở trận đấu lượt đi đã tạo ra một quyết định là sử dụng tiền đạo này ngay từ đầu bên phía đội tuyển Việt Nam. Đó là đường truyền không khó khăn của Narubadin và đội tuyển Việt Nam phản công. Tiến Linh. Đức Trinh. Rất tốt. Sự càn lướt trong lối chơi chính là điểm mạnh của Đức Trinh. Đức Trinh nhảy múa trong vòng vây của các cầu thủ Thái Lan. Nhưng vừa rồi thì anh lại được xác định là không bị phạm lỗi. Đó là một điều mới mẻ mà đội tuyển Việt Nam dành cho Thái Lan, và họ đang chưa biết cách để ngăn chặn Đức Trinh như thế nào cả. Tấn Tài. Thêm một đường chuyền dài nữa của Tấn Tài dọc hành lang phải. Quang Hải. Vẫn là Quang Hải. Rất tự tin. Quang Hải. Quang Hải. Trận đấu lượt đi Quang Hải cũng đã thực hiện một pha đi bóng rồi vặn sườn truyền cho Phạm Văn Đức. Và đó là tình huống mà bàn thắng chỉ cách chúng ta chỉ một găng tay mà thôi. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Quang Hải đã biến Thiên Bun Ma Than, một trong những hậu vệ hay nhất Đông Nam Á, từ một hậu vệ rất phi thường trở thành vô cùng bình thường trong một pha đi bóng mà Quang Hải đã làm siếc. Pha bóng vừa rồi phần nào cho thấy Manuel Bia không phải là không có lợi thế so với Phạm Văn Đức, nhưng đã chậm hơn. Và việc nhanh chân của Phạm Văn Đức mang về cho ta khoảng đá phạt góc. Phạm Văn Đức. Đây là Manuel Bia, một trung vệ của đội tuyển Thái Lan. Thêm một tình huống lấy bóng và tranh chấp hợp lý từ các cầu thủ ở khu vực giữa sân. Narubadin. Thitiphan. Một tình huống ngăn chặn kịp thời của Hồ Tấn Tài. Bầu không khí quá tuyệt vời từ các cổ động viên Việt Nam. Pha xử lý tốt nữa của Tấn Tài.
gì mà các cổ động viên của chúng ta tạo ra ngay cả khi chúng ta đã thua 0-2 lượt đi thực sự là quá ấn tượng. Diễn biến ở khoảng 10 phút vừa qua, chúng ta nhiều hy vọng và chờ đợi về một kết quả có lợi dành cho đội tuyển Việt Nam. Và ngày hôm nay thì tập đoàn APEC sẽ thưởng cho đội tuyển Việt Nam số tiền là 3,7 tỷ đồng nếu như đội bóng của chúng ta giành chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan. Đó là một sự động viên tinh thần đầy ý nghĩa dành cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam ở trong trận đấu lượt về này. Pha tranh chấp giữa Hà Đức Chinh với Manuel Bia. Ở trong trận đấu lượt đi thì Đức Chinh đã vượt qua Manuel Bia để chuyền bóng cho Quang Hải thực hiện một cú sút dội xà ngang khung thành của Cha Trai. Nếu cần một hình ảnh để thầy Park quyết định sử dụng Đức Chinh cho trận đấu này thì đó chính là pha bóng đó. Một tình huống mà sự càn lướt, sự nhanh nhẹn và nền tảng thể lực tốt của Đức Chinh đã chiến thắng được sự chậm chạp của Manuel Bia. Đó cũng là một đặc điểm ở trong những cuộc so tài giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Một trận đấu đôi khi được quyết định chỉ bởi những khoảnh khắc, và những quyết định được đưa ra đôi khi cũng chỉ bởi xuất phát từ một pha bóng nào đó của các cầu thủ. Đây là Narubadin. Không thành công. Đó là đường chuyền của Narubadin dành cho Terasing Danga. Phan Văn Đức, Quang Hải, Tấn Tài, hợp lý. Quang Hải, Chrisada đã dâng lên kịp thời để hỗ trợ cho đồng đội của mình. Đội tuyển Thái Lan đang rất muốn làm giảm tốc độ của trận đấu ngày hôm nay. Tình huống pha bóng của Bùi Kiên Dũng. Hồng Duy. Hồng Duy vẫn theo rất sát với Chanatip. Và đó là một sức ép vừa đủ để khiến cho các cầu thủ Thái Lan không thể tổ chức một tình huống phản công. Một pha bóng xứng đáng nhận được những tràng vỗ tay khen ngợi dành cho nỗ lực của Hồng Duy. Việc Mano Polking sử dụng Thitifan ngay từ đầu là thể hiện ý đồ rõ rệt, bởi so với Anahuac thì cầu thủ này có thiên hướng phòng ngự nhiều hơn. Khi có bóng thì cao thủ Thái Lan vẫn cố gắng thực hiện những đường truyền một cách chậm rãi. Khá nguy hiểm. Văn Hùng Nguyên Mạnh. Kirusi Dangda đang là cầu thủ đá cắm duy nhất của đội tuyển Thái Lan. Những áp lực từ Hồng Duy cũng phần nào tạo ra không gian nhiều hơn để Nguyên Mạnh lao ra vào hóa giải tình huống khó khăn này. Quý vị và các bạn đang theo dõi trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ Á Quốc 2020. Trận đấu do Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới Next Media mang đến tới quý vị. Pha chạm bóng của Hoàng Đức. Ngày hôm nay thì cả Tiến Linh và Hà Đức Chinh đều rất tích cực áp sát ở phía trên. Đây là Sarak Yunen, một trong những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm nhất của Thái Lan và có rất nhiều những trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Tiến Linh. Tấn Tài. Hoàng Đức. Hoàng Đức hay Quang Hải là những điểm nổ đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam ở trong trận đấu lượt đi. Những gì đã diễn ra đến lúc này cho thấy cuộc thi đấu Việt Nam Thái Lan xứng danh là trận siêu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á. Ở phía trong của Thái Lan thì thường chỉ có hai người, đó là Chanatip và Terasing Dangda.
Hình ảnh vừa rồi của Quang Hải cho thấy đúng những gì mà Hải đã nói sau trận đấu lượt đi. Các cầu thủ sẽ chiến đấu đến cùng. Chúng ta không chỉ hạnh phúc với những pha xử lý đầy chất nghệ sĩ của Quang Hải, mà còn hạnh phúc với những tình huống lăn xả như vừa rồi. Và việc Quang Hải thường xuyên chiến thắng Tiedathon Munmathan từ đầu trận đến giờ cũng cho thấy đẳng cấp của tiền vệ bên phía đội tuyển Việt Nam. Trong khoảng chừng 5 phút vừa qua của trận đấu thì đội tuyển Thái Lan đã bắt đầu kiểm soát thế trận một cách tốt hơn. Tiedathon Munmathan. Đó là Thành Trung. Quang Hải. Quế Ngọc Hải. Ngày hôm nay thì Pathophon đã tương đối tích cực ở bên phía cánh trái. Đối việt vị của Charatip. Trong những phút vừa rồi thì hàng tiền vệ đông người của đội tuyển Thái Lan đã thực hiện những pha phối hợp nhóm nhiều hơn ở khu vực giữa sân. Đây là một trong những tình huống rất đáng kể của đội tuyển Thái Lan khi Munmathan là người chuyền bóng cho Charatip băng lên, khi mà Tiedasing Dangda đang có xu hướng kéo xuống để hút theo những trung vệ của đội tuyển Việt Nam. Đó là miếng đánh của đội tuyển Thái Lan trong trận đấu lượt đi, một trận đấu mà nếu xét về cái pha chạm bóng, pha dứt điểm của Tiedasing Dangda thì gần như là con số 0, nhưng không thể phủ nhận vai trò của cầu thủ này để giúp cho những người giống như một tiền đạo ảo tỏa sáng. Quế Ngọc Hải, Thành Trung, Tấn Tài, vẫn còn Tiến Linh, Quang Hải, Hoàng Đức che chắn bóng rất kỹ. Hoàng Đức, Hồng Duy, Hoàng Đức quá tốt. Charatip. Trong trận đấu lượt đi, sau khi mà ông Polking để cho Dangda và Charatip ra nghỉ thì đội tuyển Thái Lan đã gần như đánh mất toàn bộ thế trận. Một pha qua người không mất nhiều sức nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả tối đa của Hoàng Đức. Rất khó để lấy bóng từ chân của Hoàng Đức. Charatip đang có dấu hiệu bị đau. Ngày nay thì ông Mano Polking đánh giá rất cao và có sự tôn trọng lớn dành cho đội tuyển Việt Nam. Chính vì vậy mà tất cả những cầu thủ đã nhận thẻ vàng của đội bóng này vẫn được đá chính. Không được, nhịp xử lý bước một của Phạm Văn Đức lại không được như mong muốn. Nhưng đó là một sự bất ngờ rất lớn mà đội bóng của chúng ta dành cho đối thủ. Trong những phút đầu trận thì chúng ta chủ yếu thực hiện những đường chuyền dài, nhưng đây là một đường chuyền sệt xuyên tuyến và mang đến cơ hội dành cho Phan Văn Đức. Nếu như đây là một quả bóng sâu vào trong một chút nữa thôi thì thời cơ đã lớn hơn rồi. Đó luôn là một đường chuyền khai thác sự chậm chạp của Phan Văn Đức. Đức Trình thoát xuống với một tốc độ xé gió. Đó là một pha va chạm xảy ra ở trong khu vực 16m50. Theo thói quen thì dường như là huấn luyện viên Park Hang-seo muốn có va can thiệp. Nhưng đây là trận đấu tại AFF Cup chứ không phải là vòng loại thứ 3 World Cup. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Những phương án chuyển sệt xé toang hàng phòng ngự của Thái Lan đến lúc này đang bắt đầu phát huy hiệu quả. Phan Văn Đức trước đó là người đón đường chuyền của Hoàng Đức, còn lần này chính anh là người thực hiện đường chuyền cho Đức Trình.
sự thay đổi liên tục từ phía mục tiêu nhận bóng ở trong những đường truyền chọc khe xuyên tuyến như vậy. Lúc trước là Phan Văn Đức và vừa rồi là Hà Đức Chinh. Và nếu trận trước là những đường truyền của Quang Hải thì ngày hôm nay Thái Lan sẽ phải vất vả hơn để đoán định đường truyền có thể đến từ ai. Quang Hải thực hiện quả đá phạt góc. Đã có những thời điểm trong những trận đấu với đội tuyển Thái Lan, những tình huống cố định như những quả đá phạt góc là những niềm hy vọng của chúng ta. Bùi Tiến Dũng ngày hôm nay cũng có mặt ở trên sân. Quang Hải luôn rất linh hoạt với những quả đá phạt góc của mình. Vừa rồi là một tình huống đưa bóng đến ở cột gần khung thành của đội tuyển Thái Lan. Và bây giờ thì Hà Đức Chinh cũng đã trở lại. Chúng ta cũng thấy là ở trận đấu này, thầy Park đã tính kỹ hơn tới phương án chống phản công của đối thủ. Khi chúng ta được hưởng những tình huống cố định thì không còn một số lượng dâng cao lên quá nhiều như trận đấu lượt đi nữa. Và trong tình huống vừa rồi thì Bùi Tiến Dũng vẫn ở bên phần sân nhà. Trong trận đấu ở vòng loại trên sân Mỹ Đình hồi tháng 11 năm 2019 thì Tiến Dũng đã từng làm tung lưới của đội tuyển Thái Lan. Gôi! Nhưng trọng tài đã phất cờ. Nguồn năng lượng của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay được thể hiện ở nguồn năng lượng mà Đức Chinh cho chúng ta thấy ở trên sân. Đó là một nguồn năng lượng tích cực. Đây là một tình huống rất nhạy cảm và tôi cho rằng không hẳn chúng ta đã việt vị. Đức Chinh mang đến một làn gió mới cho đội tuyển Việt Nam. Và đây đang là cầu thủ khó kèm nhất đối với các hậu vệ Thái Lan từ đầu trận đến giờ. Những pha giải nguy của Hoàng Đức là rất mềm mại. Quang Hải! Quang Hải! Quang Hải! Quang Hải! Thì anh lại chiến thắng được bốn bàn tên! Dứt điểm! Dứt điểm! Đáng tiếc quá! Phút thứ 23 của trận đấu. Trước đó thì trọng tài đã cho chúng ta hưởng phép lợi thế. Quang Hải tuyệt vời trong những lần chiến thắng Terathon Bunmathan, không biết bao nhiêu lần ở trong trận đấu ngày hôm nay thì anh đã khiến cầu thủ mặc áo số 3 của đội tuyển Thái Lan không thể làm gì được. Và đây là một tình huống băng vào như một cơn gió của Tấn Tài. Nhưng nói thật là tình huống này tôi ước trọng tài không cho chúng ta hưởng phép lợi thế, bởi như thế sẽ đặt Quang Hải vào một vị trí đá phạt ưa thích. Lại là Quang Hải. Quang Hải đã quá quen với các cầu thủ Thái Lan nhưng ngày hôm nay anh vẫn cứ như là một ẩn số đối với đối thủ vậy. Tiến Linh. Thế trận chúng ta có được đến lúc này là tích cực, điều quan trọng phải là bàn thắng. Và nếu có bàn thắng trong hiệp 1 thì mọi thứ sẽ mở ra cho những tính toán của huấn luyện viên Park Hang-seo. Hoàng Đức. Thiên Phan, đường truyền của Thiên Phan dành cho Narubadin. Yonen. Bóng luôn được hướng sang bên phía cánh trái nơi Terathon Bunmathan có mặt. Phương án dứt điểm vừa rồi của Pathompon cũng phần nào cho thấy những khó khăn để tiếp cận khung thành đội tuyển Việt Nam của đội tuyển Thái Lan nhờ sự chủ động trong cách chơi và đặc biệt là sự tích cực trong di chuyển của các tiền vệ. Ánh đèn flash thật là lung linh và dù tỷ số chưa được mở, chúng ta chưa rút ngắn cách biệt, nhưng màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam đến lúc này mang đến rất nhiều những niềm hy vọng cho các cổ động viên.
Hồng Duy. Bóng một lần nữa đến chân của Narubadin và đây là Tirasin đang đá. Sự can thiệp từ Quế Ngọc Hải. Sarach Yonen. Pathompon. Narubadin đã bị Hồng Duy bắt bài. Hồng Duy chơi quá hay. Đường chuyền của Phan Văn Đức. Thêm một lần nữa thì cầu thủ của chúng ta chủ động trong việc ngăn chặn đối phương để mở ra một cơ hội phản công với đường bóng đến chân của Tiến Linh. Chúng ta đang phòng ngự bằng một sự chủ động rất cao, áp sát nhanh và ngăn cản ý đồ đan lát của đối thủ. Đội tuyển Thái Lan vẫn đang chủ trương chơi chậm rãi. Sự can thiệp của Hoàng Đức, bóng lên chân của Quang Hải. Đây là cơ hội cho chúng ta. Tiến lên. Một lần nữa thì thủ thành Woodrum lại phải ra ngoài khu vực 16m50. Nó cho thấy sự vất vả của đội tuyển Thái Lan cho đến lúc này. Pha bóng đến từ nỗ lực của Hoàng Đức và Quang Hải với một sự quan sát tuyệt vời đã nhìn thấy Tiến Linh di chuyển. Đó là một đường chuyền cực kỳ ngẫu hứng của Quang Hải dành cho Tiến Linh băng lên. Chát Trai chủ động hơn trong việc phán đoán điểm rơi của quả bóng. Chuẩn bị trôi qua, những gì chúng ta làm được đến lúc này là rất tích cực. Tất cả các cổ động viên của chúng ta trên sân vận động quốc gia Singapore đều đứng cả dậy. Với tất cả những sự kịch tính và những pha bóng mà chúng ta đã chiêm ngưỡng từ đầu trận đến giờ thì đây thực sự là một trận đấu đỉnh cao của bóng đá Đông Nam Á. Như vậy là khả năng tiếp tục thi đấu của thủ thành Chat Chai Buchrom đang được đặt ra. Tuy nhiên với việc mà bộ phận mang cám vào sân quay lại thì lại có thể thủ môn này tiếp tục thi đấu. Một trong thủ môn dự bị của đội tuyển Thái Lan ở trận đấu này là Kawin, thủ môn rất là quen thuộc. Vừa rồi thì ban huấn luyện đã gọi hai tiền đạo của chúng ta ra sát đường biên để dặn dò. Có thể là ông Park Hang-seo đã phát hiện thấy một chi tiết nào đó có thể khai thác được nơi hàng phòng ngự của đội tuyển Thái Lan để nhắn nhủ đến Tiến Linh và Hà Đức Chinh. Nếu chúng ta tiếp tục bền bỉ với cách chơi như hiện tại thì khả năng đến một thời điểm mà hàng phòng ngự của đội tuyển Thái Lan gặp vấn đề cũng sẽ rất dễ xảy ra. Đây là lúc mà Thái Lan đang phải tính toán rất kỹ và rất có thể là với những gì chúng ta đang thấy thì thủ thành Buchrom sẽ không thể tiếp tục thi đấu. Ở ngoài sân thì Siwarak đang khởi động.
Những phút giây lắng lại ở một trận đấu đỉnh cao tại sân vận động quốc gia Singapore. Lần đầu tiên tại giải đấu năm nay mà người chân sút khung thành của đội tuyển Thái Lan có thể sẽ không còn là Chachai Buprom nữa. Sự thay thế ở vị thành đến bây giờ gần như là điều chắc chắn rồi. Bị được thực hiện. Sự thay đổi cầu thủ đầu tiên ở trận đấu ngày hôm nay. Chachai ra sân và thay cho anh sẽ là thủ môn mang áo số 23 Siwarak Tesunoen. Cái lắc đầu từ phía ông Mano Polkin. Tiến Linh là người đã từng ghi hai bàn vào lưới của U22 Thái Lan tại SEA Games. Phải nói là tại SEA Games năm đó, nếu không có bàn thắng của Tiến Linh 5 phút sau khi U22 Việt Nam nhận hai bàn thua trước U22 Thái Lan thì cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Tiến Linh đã đánh đầu rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 năm đó, 5 phút sau khi chúng ta phải nhận bàn thua thứ hai. Thủ thành Siwarak sẽ được góp mặt. Hai lượt trận thì lúc này tỷ số vẫn đang là 2-0 nghiêng về phía Thái Lan, nhưng những tín hiệu tích cực thì đang xuất hiện nhiều với đội bóng của chúng ta. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một bàn trong hiệp đấu đầu tiên này. Của trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam và tỷ số đang là 0-0. Trọng tài xác định đội tuyển Thái Lan được hưởng quả ném biên. Tirasinanda không vượt qua được Hoàng Đức. Quay! Phạm Văn Đức. Đức Chính đã di chuyển. Một quả đá phạt. Quả đá phạt trực tiếp dành cho đội tuyển Việt Nam và cùng với đó là chiếc thẻ vàng. Là chiếc thẻ vàng dành cho cầu thủ của đội bạn. Thì Thị Phan không còn cách nào khác phải phạm lỗi với Phan Văn Đức. Một tình huống mà Phan Văn Đức đã hướng anh nhìn tới Đức Trinh, nhưng cũng hoàn toàn có thể có một pha bóng mà Phan Văn Đức dùng tốc độ để tiếp tục xâm nhập vào khu vực cấm địa của đối phương. Và bây giờ chúng ta sẽ trông chờ vào Quang Hải. Thử thách đầu tiên dành cho thủ môn mới vào sân của đội tuyển Thái Lan.
Chachai Vuprom đã rất may mắn để thoát khỏi những bàn thua từ cái chân trái của Quang Hải. Còn bây giờ sẽ là Siwarak. Cao thủ Thái Lan rõ ràng là có những sự lo lắng khi đang tìm cách tốt nhất để làm hàng rào ở trong tình huống ngăn chặn cú đá phạt đại của Quang Hải. Chúng ta rất hồi hộp với tình huống này. Cho dù khoảng cách với khung thành của Thái Lan không phải là quá lý tưởng, nhưng hãy cùng trông chờ vào điều kỳ diệu từ cái chân trái của Quang Hải. Không biết Quang Hải đang lầm nhầm điều gì, nhưng bây giờ là cú đá phạt của Quang Hải. Không vào. Nhưng nó cũng đủ gây ra những thách thức cho thủ thành Siwarak rồi. Ước gì khoảng cách gần hơn một chút nữa. Lực đi chắc chắn là sẽ căng hơn. Đó là một sự đổi khác so với những cú đá của Quang Hải ở lượt đi. Không còn là những cú đá đưa bóng ở tầm cao nữa, mà vừa rồi là một cú sút đưa bóng đi ở tầm thấp. Rất nhiều phương án khác nhau, rất nhiều sự lựa chọn khác nhau của đội tuyển Việt Nam ở trong trận đấu ngày hôm nay, đến từ từng cầu thủ một cho đến cả đội tuyển. Đến một cú chạm bóng vào trong. Đó là sự áp sát của Đức Trình. Hoàng Đức. Đây là một trong số hai sự thay đổi mà huấn luyện viên Mano Polking thực hiện ở trong trận đấu ngày hôm nay. Pha Tampon cùng với Thi Ti Phan đang là những người chịu trách nhiệm thu hồi bóng. Và chúng ta cùng xem lại. Một cú đá mang đến nhiều sự bất ngờ cho đối phương của Quang Hải. Bóng đi rất xoáy và phải mất tới hai lần chạm bóng thì Siwarak mới có thể làm chủ được tình hình. Chính xác, chúng ta chờ đợi một quyết định của trọng tài, nhưng trận đấu vẫn cứ diễn ra và Tấn Tài đã chủ động để phá bóng. Một sự tập trung tối đa để mang đến an toàn. Khi mà các cầu thủ của chúng ta cho rằng Piracin Dangda đã rơi vào thế việt vị, nhưng trận đấu vẫn được tiếp tục. Ở một giải đấu không có VAR thì đó hoàn toàn là một điều cần thiết và nên làm để ngăn chặn đến mức tối đa những nguy cơ có thể xảy ra đối với khung thành của đội nhà. Hồng Duy. Không ai nhường ngại một phần nào cả ở trong tình huống tranh chấp giữa Hồng Duy với Chanatip. Thời gian của hiệp đấu đầu tiên không còn nhiều. Bumathan luôn là người thực hiện những quả đá phạt cho đội tuyển Thái Lan. Quả phát bóng lên cho đội tuyển Việt Nam. Thành Trung cùng với cả Tiến Linh đều đã nhảy lên để tranh chấp với Thi Ti Phan và khiến cho số 8 của Thái Lan không có một vị trí dứt điểm thuận lợi. Cú thứ 40. Rất hay. Nỗ lực làm tường của Tiến Linh. Đó vẫn là sự có mặt kịp thời của Quế Ngọc Hải. Ném biên dành cho đội tuyển Việt Nam. Đức Trình. Đường chuyền của Hồ Tấn Tài. Hoàng Đức.
Hồng Duy, Phan Văn Đức. Phan Văn Đức đối mặt với Manuel Bia. Quang Hải. Một tình huống mà đồng đội đã không hiểu ý của Quang Hải. Những gì đã diễn ra cho thấy đây xứng đáng là trận chiến trên đỉnh Đông Nam Á. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Thái Lan cao hơn cũng là dễ hiểu thôi, vì họ chủ yếu là cố gắng giữ bóng và làm giảm tốc độ của trận đấu. Hoàng Đức. Đó vẫn là một pha tranh chấp tốt của Quang Hải. Hoàng Đức rất thoáng sang bên phía cánh trái dành cho Hồng Duy. Phan Văn Đức đang di chuyển rất hợp lý. Phan Văn Đức. Quả đá phạt góc của chúng ta. Đó là một tình huống dâng cao của Bùi Tiến Dũng. Đá phạt góc trong tình huống này bên phía đội tuyển Việt Nam. Quả đá phạt góc trước được thực hiện bởi Quang Hải. Không có bàn thắng của chúng ta. Nhưng đó là một tín hiệu rất tích cực, dù Tấn Tài rất nuối tiếc sau tình huống đánh đầu này rồi. Pha bật lên và đánh đầu cực kỳ gọn gẽ của Hồ Tấn Tài. Pha bóng này dù chưa thành công nhưng nó cho thấy là chúng ta đã sẵn sàng cho những phương án khác nhau, thậm chí là thay người đá phạt góc và điểm đến của quả bóng. Tình huống đưa trái bóng đến cột xa vừa rồi. Hồ Tấn Tài lại đang nổi lên như là một người dứt điểm bên phía đội tuyển Việt Nam ở trong trận đấu ngày hôm nay. Những cú sút hay tình huống đánh đầu vừa rồi đều là những pha bóng đe dọa khung thành của đội tuyển Thái Lan. Tiarasin đang đà phạm lỗi với Thành Trung. Ở vị trí của Thành Trung ngày hôm nay là một cách sắp xếp cũng rất hay, khi Thành Trung sẵn sàng có mặt như là một tiền vệ đá thấp nhất của chúng ta và ngăn cản những phương án tấn công của đối phương. Đây là điều hợp lý trong hoàn cảnh mà Thái Lan chơi với đội hình thấp. Phút 44 của trận đấu, Quang Hải. Quả đá phạt. Thêm một quả đá phạt nữa dành cho đội tuyển Việt Nam khi mà Quang Hải bị phạm lỗi. Trọng tài Jacob Ibrahim đang điều hành trận đấu một cách rất quyết liệt và có thể nói là làm rất tốt nhiệm vụ của mình đến lúc này. Phút cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên và bây giờ Quang Hải đang là người thực hiện quả đá phạt trực tiếp dành cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta trông chờ rất nhiều vào tình huống cố định này của đội tuyển Việt Nam. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1 rồi. Quang Hải. Thêm một quả đá phạt góc nữa. Những áp lực khủng khiếp đang được đội tuyển Việt Nam của chúng ta tạo ra về phía khung thành của đối phương. Hiroshi đang đà phải lui về để giành. Quả đá đưa bóng tới cột xa và đích đến là Tấn Tài đang là một sự thay đổi thú vị trong cách đá phạt góc của đội tuyển Việt Nam. 6 phút là thời gian đá bù giờ của hiệp 1 vì khoảng thời gian mà các bác sĩ vào chăm sóc cho thủ thành Buprom.
Trong tình huống đánh đầu của Hồ Tuấn Tài thì Fittiwat cũng đã tranh chấp rất dũng mãnh. Bóng vẫn đang ở trong cuộc chơi. Cầu thủ của Thái Lan vẫn tiếp tục thi đấu dù Tilasin Dangda đã bị chấn thương. Của Đức Trinh. Một tình huống chơi tiêu xảo của Titi Phan. Các cầu thủ chúng ta đang thực sự là chiến đấu với hơn 100% khả năng của mình. Hy vọng là Hà Đức Trinh không sao cả và vẫn tiếp tục thi đấu được. Cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam, Hoàng Đức. Tiếp tục là Hoàng Đức. Quang Hải. Hồng Duy. Ra đây. Nổi tiếng. Bóng này ăn quá nhiều. Đó là một đường bóng mà đội tuyển Việt Nam đã thể hiện cực kỳ bài bản. Cầu thủ xung nãy biên trả ngược lại cho Quang Hải dứt điểm. Đó là bài tấn công mà đội tuyển Việt Nam chúng ta rất ưa thích. Nhưng tình huống này có cảm giác là bóng ăn quá nhiều lên má ngoài của Quang Hải. Trong một nỗ lực tuyệt vời thì Hồng Duy đã đưa quả bóng đến cái chân có thể làm nên chuyện tốt nhất bên phía đội tuyển Việt Nam là Quang Hải. Có vẻ như là cầu thủ của chúng ta đã tiếp xúc bóng vào bóng hơi chậm nhịp ở trong tình huống vừa rồi. Trong một pha bóng mà tất cả đều đã diễn ra một cách vô cùng hoàn hảo. Tiến Linh. Manuel Bia đã phải phá bóng hết đường biên dọc. Phút bù giờ thứ tư của hiệp một trận đấu. Tình huống dứt điểm mới đây của Quang Hải có lẽ là lúc mà chúng ta ở gần bàn thắng nhất rồi. Nhưng không sao, dù chưa thành công thì đó vẫn là một dấu hiệu cho thấy là chúng ta đang có những phương án tiếp cận hợp lý nhất. Những quả đá biên rất tự tin. Tấn Tài, Bùi Tiến Dũng, Hồng Duy, Hoàng Đức. Hoàng Đức đang quán xuyên tốt khu vực giữa sân. Hồng Duy. Đó là một đường chuyền vượt tuyến quen thuộc của Quế Ngọc Hải. Những giây cuối của 6 phút bù giờ trong hiệp đấu đầu tiên.
thể chúng ta chưa thành công với việc ghi bàn trong hiệp 1, nhưng việc mà những Tiến Linh, Đức Trinh, Phan Văn Đức, Quang Hải quần thảo hàng phòng ngự của đối phương khiến cho đối phương mất sức sẽ là thời điểm để cho những nhân tố có tốc độ, có kỹ thuật xuất hiện trong hiệp 2 bên phía đội tuyển Việt Nam. Đó là Công Phượng, là Văn Toàn. Nhưng đây là những phút bù giờ và tất cả cũng sẽ cần phải cực kỳ tập trung ở trong quãng thời gian này. Đúng là như vậy. Quá đường Nguyên Mạnh! Tuyệt vời! Nguyên Mạnh đã có một pha cản phá cực kỳ xuất sắc và để lại một dấu ấn đáng nhớ cho đội tuyển Việt Nam ở trong hiệp đấu thứ nhất. Nguyên Mạnh đã làm tất cả những gì có thể để ngăn cản cú đá vừa rồi của Thiraton Bunmathan trong một tình huống mà Thái Lan cũng cho thấy sự đáng ngại của mình, một thời điểm rất nhạy cảm của hiệp đấu đầu tiên. Bóng hướng đến cầu thủ có chiều cao rất tốt là Manuel Bia đi ra ngoài và đó là pha bóng cuối cùng của đấu thứ nhất. Hiệp đấu này Quang Hải là người chơi nổi bật, nhưng tiếc là chúng ta chưa thể có bàn thắng mở tỷ số vào lưới đội tuyển Thái Lan.